bây giờ mình đang đi xem bánh sinh nhật để mua cho anh ấy. Mình sẽ chọn một trong mấy cái này. Đây rất là nhiều cái đẹp, mình không biết chọn nào luôn ý. Bây giờ mình sẽ lấy cái này. Yo, hôm nay mình về đến nhà đã thấy hôm qua ở trước cửa rồi, thì đã đặt quà cũng cho anh ấy và bí mật. It's surprise. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Mình sẽ kéo nhỉ. It's my favorite brand. Thank you so much. Welcome. Bây giờ bọn mình đi ăn tối. Cái con người này chỉ thích đúng cái hãng là Tommy. Không bao giờ thích hãng khác, kể cả áo, giày, quần, chỉ thích đúng mỗi hãng này. Không hiểu sao luôn. Hôm nay thì mình sẽ đi sinh nhật cái con người này. Happy birthday. Sei gentì, merci. Hả? Giờ bọn mình sẽ đi đến quán đằng kia. Đây là menu này. Mình sẽ gọi pizza đi. Ở đây ngồi ăn thì còn được kiểu nghe nhạc luôn ấy, thế nên là rất là thích. Mình rất thích mấy quán mà kiểu ngồi ăn xong được nghe nhạc. Nghe kiểu giống nhạc của Jazz Music ấy. Quelle parfum vous aimez? Oui, coco et roquette. Coquine, roco, roquette. Comme boisson avec ceci, une white cup 50. Oui, monsieur. Et une fois mojito. Mojito, bien sûr, avec plaisir. Et le gazé. C'est des 5 des 6, ça va pour vous. Au pire, on remet une après. Oui, super. Merci bien. Oui, possible de monter ça? Je vais l'ouvrir. Merci, monsieur. Merci. Ở đây là có ba vị. Đây là thịt ham và mushroom là nấm. Bánh này rất là to luôn mọi người ạ. Ăn này xong là mai khỏi ăn luôn. Con đã biết đi. Đây là cái dầu cay. Thấy mỏ không? Khi nó chảy xuống nó không ai nó rất là ngon. Now I have to learn a lot of German.
Bây giờ bọn mình sẽ đi nghe nhạc live ở đằng này. Đây là cái chỗ hát ở một bên quán ăn. Thế bọn mình đi xem một chút. Très bien, très bien. On m'a demandé du métal, je mets du métal. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp quà ra ha. Ok, bây giờ mình sẽ để số lên ha. Năm nay là 32 tuổi thì mình... C'est un gâteau fondant au chocolat. C'est très mousseux, donc peut-être qu'on aura un peu de mal à s'en sortir ça. Bởi vì anh rất là thích chocolat đắng, thế nên đây là mình mua bánh sinh nhật vị chocolat đắng luôn ý. Nên em thử ý, nó hơi đắng một chút. Maxi.